Chiều tối qua tại trụ sở Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc cuộc triển lãm tranh của các học viên cao học ngành mỹ thuật tại thành phố. Độc đáo và tâm huyết là những gì người xem đã cảm nhận được qua sự kiện này. Triển lãm trưng bày 33 tác phẩm của 19 tác giả là học viên cao học khóa 17 của Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi bức tranh là những cảm xúc chân thật nhất của bản thân người nghệ sĩ. Đó là câu chuyện về một chuyến đi xa hoặc đơn giản chỉ là cảm nhận về không gian mình đang sống. Tác phẩm chủ yếu của mình là đề tài về lập thể. Thì không nhất thiết là phải theo một trường phái, một trường lớp nào cả. Tuy nhiên, tất cả những hình ảnh đó gộp lại, tạo lên bức tranh nhiều màu sắc, nhiều góc độ của cuộc sống. Trong khi đó, việc sử dụng đa dạng của chất liệu, sơn dầu, acrylic, khắc gỗ giúp góp thêm phần hồn cho các tác phẩm. Đây là dịp để giới thiệu đến công chúng những tác phẩm độc đáo, đồng thời là cơ hội để những người nghệ sĩ nhìn lại năng lực sau quá trình tìm tòi học hỏi. Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 12 tháng 5 tại Hội Mỹ thuật thành phố.